À, chơi cái con gì nhở? Cái con gì mà bị tốn token đấy? Đây, New Run này. Eden đúng không? Eden. Hôm nay tôi sẽ cố gắng phá đảo con Eden này. Tôi không nhớ là tổng mình đã phá đảo bao nhiêu lần rồi, nhưng mà hôm nay sẽ cố gắng chơi con Eden này. Con Eden này thì là vừa vào mình sẽ random chỉ số đúng không? Thử Eden nhá. Mình chỉ có hai lượt thôi, thành ra là mình sẽ không thể reset được. Ok, let's go, Eden. Đồ đẹp, đồ đẹp. Viên thuốc à? Ô, viên thuốc cái tác dụng là gì vậy ta? Ô, đạn con này nó còn bay 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 này. Ô. Ô. Từ 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 từ. Con này đạn đạn dị thế nhở? Ô, con này đạn kiểu gì vậy? Ti up cộng đam đào. Ui, giảm đam à, giảm sát thương à. Ôi, con này do cái cầu vồng à, đạn bay kỳ lạ. Ơi mẹ nó chứ. Ôi, thuốc này. Ti up ngon 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 ngon. Shopping chúng ta tạm thời là lại chưa chưa có xe để mà mua rồi, thì thôi tạm thời là đi ra ngoài. Cái chiêu viên thuốc để làm gì đấy? Xem chỉ số nó như nào. Đây, chỉ số đây đúng không? Cái skill viên thuốc của mình là dùng để làm gì nhở? Con này có vẻ bá đấy, con này có vẻ bá đấy. Máu ảo, ừ, mua mình mua trước máu ảo đi. Xài không mất thuốc à? À. Thế thì lúc nào là mình phải phải có thuốc trong người thì mình mới mới dùng được cái đấy đúng không? Từ từ, mấy cái đống lửa này mình hủy diệt trước đã này. Con này mạnh đấy các bạn ạ, con này có vẻ mạnh đấy. Đạn của nó kiểu random một tí thôi, nhưng mà thỉnh thoảng vào được mấy cái đạn ngon phết. Ui, đạn bé tí nào ơi. Mẹ, lúc to lúc bé, con này khó kiểm soát rồi đấy. Ok, không có gì nhá, đi tiếp đúng không? Hôm nay không biết thằng Hải Đăng đâu rồi, nó còn vào nó chỉ phòng ẩn cho mình. Mày này, ok này. Đạn lại còn bay theo hình zig zag xong rồi. Ái à. Ok, đây là phòng boss rồi, tạm thời mình đi kiếm thêm ít đồ đã các bạn ạ. Mình đi đánh quái kiếm thêm ít đồ đã. Đạn xuyên tường luôn cơ mà, đạn xuyên tường luôn cơ mà. Nhưng mà cái con sâu bảy sắc cầu vồng này ngon mà, con sâu bảy sắc cầu vồng này ngon mà. Thỉnh thoảng đạn nó to lên bắn đau phết đấy. Mình đang có cả đạn trắng cả đạn đỏ. Đạn này khó khăn đấy. Ok, nổ này. Đấy giờ nó bắn xuyên tường được cơ. Ok, một cái chìa khóa. Đi ra vòng kia luôn. Được mỗi tốc bắn cao à? Thấy ngon mà. Ai già tự nhiên mất máu vớ vẩn vậy? Bây giờ không biết phòng bí ẩn nó ở đâu. Phòng ẩn ở bên phải, phòng gần boss à? Phòng ẩn bên phải phòng gần boss. Bây giờ có nên là dùng cái viên thuốc này không? Từ từ, nếu như mà ở đấy thì mình có thể đặt quả bom ở. Không phải rồi, hình như sai rồi. Không được. Không phải rồi, nó bị chặn bởi đá hết rồi. Thôi, đi vào đấm boss thôi. Không thì phòng ẩn là cũng khá là còn đấy. Cũng không yếu đâu, đạn này cũng không yếu đâu. Đạn này cũng ra gì đấy.
Đấy, lắm lúc nó giúp mình bắn được cả những cái vị cái mục tiêu mà nó ở những cái chỗ mà rất khó chạm tới này. Bắn xa với đấy chứ đúng không? Đam to này, đam to này, đam to này. Ok này. Ây ạ. Đam bể, đam bể, đam bể quá, đam bể quá. Ok, chúng ta thêm được một cục thịt bay ở xung quanh người. Xung quanh người. Và bây giờ khi mà mình nhặt được viên thuốc thì mình mới sử dụng cái skill này đúng không? Đang ngồi ẻ thì bị bọn bạn nó vào nó bắt gặp. Máu ngon. Tạm thời mình để dành cái cục máu này đi. Ồ, có máu ảo kìa, ngon. Ơ ca, đùa cái con này. Mẹ đang định để dành. Phải ăn luôn rồi, phải ăn luôn rồi. Bắn hơi yếu thật, bắn hơi yếu thật. Tốc bắn cao. Ok, bom. Thỉnh thoảng mình cứ bắn mấy quả shit đi, biết đâu là nó còn rơi ra máu ảo cho mình. Từ giờ phải né, phải né, phải né. Đây đúng không? Short speed down. Ôi, thế thì không dùng được rồi. Mẹ dùng này thì lỗ à? Dùng này thì lỗ rồi, thôi thôi bỏ. giờ mình ăn cái viên thuốc này vào có mà mình dở hơi ở đúng không? Ok, né đẹp luôn. Phòng này mất hai chìa này. Ok, vào đây. Có một dương bom này. Ranger up, Ranger mắc mẹ rồi. Ok, máu ảo này, bom này. Bom phèng ngon. Ok. Thôi cái viên thuốc này không nhặt nữa. Thuốc này thuốc cùi bỏ. Mày làm gì? Con này nhiều có một cái mắt của nó ấy, có một mắt bắn ra viên đạn đỏ ấy. Đam nó vẫn to. Cái nấm này có nên lấy không nhở? Nấm này có nên lấy không? Trông cái nấm này có vẻ ngon này, lạ này. Cái nấm này trông có vẻ lạ này, có nên lấy không ta? Có à, ok, Hải đang đây rồi. Ok, à, speed và ranger up, ngon, ok. Bờ mình sẽ đi tiếp, thế nào? Đi lên trên đúng không? Đồ kìa. Ai ạ? Cái quả đạn hình tròn này bắn khó chịu thật. Một con ruồi. Ô, con này hình như là biết bắn này đúng không? Con này hình như là biết bắn này. Ôi, đi tiếp này. Cộng bụt mạng à? Ngon. Thế thì đấy, con ruồi nó có bắn cái kìa, con ruồi có bắn cái kìa. Đá ích kìa. Máu ảo ngon. Ranger mình mắc thì sợ gì đúng không? Ranger mình mắc mà. Ok, đi thôi. Hết rồi đúng không? Từ, xem có phòng ẩn không nhở? Hình như là phòng ẩn ở dưới phòng đồ thì phải. Đúng không? Hình như phòng ẩn ở dưới, ở trên phòng này à? Trên phòng này thì đây à? Không phải. Trên vòng này thì làm sao đúng được. Đây á, chỗ này á. Chỗ này anh nghĩ là không phải đâu. Chỗ này nó khó mở map ra lắm. Anh nghĩ là không, là không phải đâu. Tại vì là nó không mở được map lên trên ấy. Ô,
Mở được thật đấy. Một giọt màu trắng. Ngon. Bót rồi. Gớm nhá. Hải đang gớm đấy. Ok, mình biết mình đặt quả bom đâu rồi. Mà làm gì còn bom nữa mà đặt. Ma nó chạy nhanh quá. Nâu đam luôn. Chiếc giày. Ranger up, ui Ranger mắc rồi. Nên vào không nhở. Cục đó thầy nhặt khi hết map mới ngon. Cục nào. Vào luôn hay là chờ thiên thần. Nhiều máu vào, ok vào. Giờ phá lửa đã đây. Cái thằng xin máu này chắc chắn là mình không cho rồi. Bỏ, ok bỏ. Đồ như shit. Thôi xin máu thì thôi đừng cho nó. Xong rồi nó toàn cho mình đồ cùi thôi. Cái thằng đấy mất dạy lắm. Đạn lúc nhanh lúc chậm ảo. Để cái đạn vòng vòng này khó bắn vãi rồi. Ok. Phá mấy cục shit đi. Biết đâu lại ra máu ảo thì sao nhờ. Không có. Tốc bắn của mình cao, Ranger cao, ngon phết đấy chứ. Ma con này nó thả lắm đệ thế. Gì đó thôi. Ây à, đùa thế còn để ăn đòn. Mình mà không tiêu diệt nó nhanh là nó cứ thả đệ ra này, ok, xong một con này. Phải đuổi theo bắn nó. Ok, xong rồi. Hôm nay thì... Ô! Oh! Đạn của mình nó trở về bình thường rồi. Nhưng mà có nên lấy không? Cái đạn này ngon mà. Cái cũ ngon hơn, cái này ngon mà. Cái này nó cho mình kiểu đạn phòng cung các kiểu ấy. Bỏ làm gì phí ra. Cái này ngon. Đạn này ngon vãi ra. Tốc bắn thì cao. Quỹ đạo đạn khó lường nhá. Mình có thể bắn được những cái mục tiêu mà nó nằm ở những cái vị trí kiểu dạng kỳ lạ ấy. Nhảy à? Có khi lấy cái nhảy đi các bạn ơi. Có khi mình lấy cái nhảy đi. Các bạn mình chưa biết là tác dụng của cái kia có ngon không. Lấy cái nhảy đi, cái viên thuốc này phế lắm. Ok, mình có nhảy rồi, mình có thể nhảy được đến những cái vị trí mà. À! Nhảy cơ. Thì tôi nhảy qua đạn của con này à. Nhảy là vẫn còn né được đạn đúng không? Trời ơi, khéo chưa? Được chưa? Úi giời ơi, nghệ nguyên củ luôn. Ok. Úi giời, nghệ chưa? Chờ ra đạn vòng cung cái là nó đi ngay mà. Đấy. Nhờn.
Ấy. Mày nhảy khó thế. Ok. Ok. Rồi. Cái nhảy khó quá, từ đi 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 kiếm thêm đồ đã, đi kiếm thêm đồ đã. Mày em nhảy cứ gì vậy? Ok, phòng bên này đúng không? Hôm nay mình không cần phải speed run, thành ra mình cứ thoải mái đi va tất cả. Ui giời ơi, đẳng quá. Ui giời ơi. Ui nghệ. Được chưa? Được chưa? Trời ơi, tôi nhảy qua đạn nó luôn. Tôi nhảy qua đạn của nó luôn. Đỉnh quá đỉnh. Thằng này xin tiền đúng không? Thằng này xin tiền đúng không? Bên phải phòng này là phòng ẩn à? Bên phải, ok, đặt luôn. Có một quả bom đặt luôn. Hay quá Đăng ơi. Ôi, được có 3 đồng xu thôi. Một khi tôi đã dùng quen cái nhảy rồi thì tôi dùng nó mãn nhãn luôn đi chứ. Làm cái gì? Tao biết nhảy đấy. Sở trang là tăng đam. Ok, mình sẽ để dành. Chúng mày định làm gì? Ôi giời ơi, mày nghệ thật sự luôn đấy. Làm gì? Ơ, nó vừa chặn chúng mình à? Ngon. Shopping. Mình đang có 11 đồng. Vào thử đi. Một lá bài và một bình sữa này. Cái bình sữa này có nên lấy không? Có nên lấy quả bình sữa này không? Mình mất 3 đồng để roll đấy. Bình ruồi lấy. Bình thì bỏ á. Giữ máu trắng nha, qua màn tăng máu vĩnh viễn. Ờ, sẽ cố gắng. Bây giờ mình mà roll mình mất 3 đồng là mình còn 8 đồng. 8 đồng là không mua được gì đâu. Cho thằng kia su ngon hơn. Ok, ra thử đi. Nó mà không cho mình gì thì mình tiêu diệt nó chứ. 1 2 3 4 5 6 Nó cho mình một cái la bàn. Nhưng mà không có ống heo. Nó cho mình một cái la bàn. Úi dồi ôi, nhảy hay chưa. À cà. Mày thì chả nhảy nữa. Úi dồi ôi, né hay quá. Ok, máu không sao, ok. Con ruồi này bay mất dậy á. Mọi người có thấy tự nhiên cái bàn này nó bị tối lại không? Ui! Khét chưa? Ơ, có phòng sách trên kia kìa. Dùng quen nó khác. Dùng quen nó mới nghệ được như thế đấy. Né được bao nhiêu chiêu ấy? Bom ngon. Ok, phòng sách rồi, nếu như mà có cái sách thành giá nhá, lấy luôn, không nói nhiều, sách thành giá lợi.
Xong game. Tuyên bố xong game. Đi thôi. Không nói nhiều. Xong game rồi. Tầm này thì. Ui, mình còn bắn ra 2 viên này. Làm gì. Có biết hôm qua tao dùng quả combo này còn đánh hơn 100 con boss không? Mẹ hay lắm rồi. No damn, cái boss bây giờ với tôi nó chuyện quá bình thường luôn. Trình độ của tôi bây giờ thi đấu thế giới mẹ rồi. Xin một lần bị chạm trúng mất máu luôn đấy. Được chưa? Game sao mà dễ thế. Một máu đỏ và một máu ảo. Xương chó HP up. Nhiều máu thế này thì vào đây nhờ. Búc uông có tỷ lệ bắn 2 viên. Có một cái sừng này với cả một cái gì trông như kiểu dạng lấy hết á. Lấy hết liệu mình còn sống không? Bắt đầu lấy từ cái nào? Cái bên trái trước này. Cái bên trái này. Ok này. Tiếp theo. Lấy hết thắng luôn anh ơi. Ui, luyện nhanh lắm. Wow. Hủy diệt tất cả luôn. Nhiều tiền đang to đúng không? Mình thì tiêu làm cái gì đúng không? Mình thì tiêu vào cái gì đâu. Wow. Từ vào đấy mất tiền, bỏ, vào đấy mất tiền. Tiền càng nhiều đam càng to đúng không? Ui, lại còn có một bàn tay nữa chứ. Ui giời ơi. Mọi người có để ý cái quả nấm này nó khác biệt rồi. Ui! Cái bàn tay đấy là sao đấy mọi người? Cái bàn tay đấy là sao? Có là sát thương mà không chết à? Ui mạnh quá! Mạnh quá mọi người ơi! What in there? Từ, mọi người nhìn này. Cái này nhá. Cầm được 2 trinket à? Máu không cần. Ôi giời ơi. Đến mức như vậy nữa. Này thì ba con này xếp hàng. Ui mạnh quá. Trong này ở đây có ấy này. Lỗ rốn đúng không? Đây. Chắc phải chơi kém lắm thì mới mất máu chỗ này. Cảm ơn Quốc nhá. Lại xèng. Ui! Khéo thế nhở. Mất máu rồi. Từ rồi, quay về đi kiếm ít đồ á. Tầm này đi tiếp thì phá đảo ngay cũng được, nhưng mà thôi nhở.
Ui, nó hiện tất cả những cái phòng ẩn cho cái phòng mà có đồ cho mình biết luôn ạ. Ui, cái bàn tay đấm còn lực hơn là cái bàn chân hôm qua luôn đấy. Cái bàn chân hôm qua không ăn thua gì so với cả cái bàn tay này. Như đấm một phát chết luôn. Đồ thế là đủ rồi à? Không, không bao giờ là đủ cả. Không bao giờ là đủ cả. Boss á. Ôi trời ơi. Cái này dùng được. Giảm giá 50%. Cái này dùng được này. Dùng thử nhờ. Dùng thử không? Gọi mẹ à? Gọi mẹ thế thì vào boss mới gọi đúng không? Vào boss mới gọi đúng không? Rồi ok, đi rồi. Đi rồi. Có gì anh em đi qua cho tôi xin follow nha. Đi rồi. Vào vớ vẩn cho con boss này một phát đi luôn đấy. À, Dark One à. Mama. Ôi giời ơi. Đập bụp. Ok vào đây. Nhưng mà mình hết máu rồi. Thôi vào thử cho biết rồi. Lại tun. Cái này thì chắc là không cần đâu đúng không? Bỏ nhờ. Bỏ. Đi rồi. Nhìn kỹ vào có máu ông chạy nhanh quá. Máu ảo á? À, dưới kia con đường kìa. À không, mấy đường đấy không. Mình không vào. Máu mình cũng có ăn được đâu đúng không? Máu mình cũng không ăn được mà, mình đang đầy máu rồi. Hủy diệt góc dưới bên phải. Ui. Muộn rồi. Đây vào đây đấm nhau ơi. Đây đấm nhau ơi. Mạnh thế này mà không đi đấm nhau đi. Giang hồ nó cười cho. Né ngay. Ui dồi ôi, này thì sắt cổ này. Ui. Vẫn cứ phải gọi là. Từ cái này là gì nhở? À cái đây, mình đi qua thôi. Ây à. Ôi từ. Mẹ không đùa được với bọn này rồi. Bọn này trông lạ quá. Bắn đau quá. Mẹ đéo chủ quan rồi đi ấy. Máu đỏ không ăn được. Đấy. Mấy cái bộ xương này nguy hiểm lắm. Máu. Ê. Mẹ hỏng bét rồi. Máu đâu? Hết chưa? Vẫn còn một con này, ok. Toàn tiền. Hỏng rồi, không ổn rồi. Đồ. Một con mắt các bạn ạ, một con mắt. Ok, lấy thử đi nào. À, Gotta Fit Em On. Là sao? Pokeball á. Bắt poke, rồi bỏ đây. Cái này đang mạnh đúng không? Ok, sao nào chúng ta sẽ xem đường tiếp theo chúng ta đi. Boss thì ở bên kia rồi. Thì mình đâm xuống đây đi. Ok, xong luôn. Chìa khóa này là mở được tất cả các phòng ở trong. Ê, ê à!
Má nó. Đập hết luôn. Thôi hết rồi, chỗ này là coi như hết rồi. Ô phong này, phong này có gì? Ây à! Mẹ quên bố mật. Quên mất đấy là tiếng cười của cái bàn tay. Có nên đi vào shopping không nhở? À, thử quay lại đấy đi. Quên. Mình nghe thấy tiếng cười rồi nhưng mà xong mình quên mất. Nghi rồi nhưng mà không nhớ ra. Nhờn này. Pop. Chỉ được cầm một cái theo thôi. À đây, cầm được hai cái đây. Cầm được hai cái đây nhưng mà không rõ là cái pop pop kia nó là cái gì. Ở đây có dấu ích này, thử đặt quả bom đây nhá. Không có gì cả, mẹ lừa. Nhơn, từ từ, ở đây có một cái máy này. Thôi bỏ đây. Cái máy này mình có vào được đâu đúng không? Thử vào shopping nữa. Sạc và bom. Thôi đi nhở, như này đi thôi nhở. Như này thì mình cần thêm gì đâu. Bỏ đây đi thôi. Mua cái gì? Đặt bom lấy máu kìa. Mua cục pin này á? À nó đồ à? À. Mình lại tưởng cái này nó là cái kiểu ăn vào nó tăng lực ấy. Ok, đồ thì mặc luôn chứ còn gì nữa. Ok, đi rồi, hết rồi, đi rồi. Đi anh boss rồi. Đường. Ủa, từ. Đường đến chỗ con boss nó ở đâu ấy? Đặt bom vào đâu? Ui. Ok. Đâu? Bom. Đặt bom chỗ nào? Đây à? Đặt bom chỗ này hả? Có thể. Đây chỗ này đúng không? Có đúng chỗ này không? Thử nhá. Mình có 4 quả bom mà. Không có. Hết rồi. Thôi đi rồi. Đi đánh boss luôn rồi. Đằng nào mình đánh boss xong mình trả máu. Con này con bot phụ đôi này, đôi bom luôn. Ui, quá nhanh, quá nguy hiểm. Ok, vào luôn. Trên nữa. Ui. Tao bắn nó xuyên tường. Nâu đam luôn. Cho tao máu ảo. Đúng rồi. Tia up. Ôi rồi ôi, hai máu ảo luôn. Hoàn hảo chưa? Ngon chưa? Ngon rồi đúng không? Đi thôi. Nổ máy slot á. Nhưng mà mình không có đường sang. Mình chỉ có bay thôi.
Ok. Cái dương này dương này là mất chìa khóa đúng không? Thôi để từ từ. Vào đây trước đã. Cái phòng này là phòng reset đồ đúng không? Thì thôi nhở, không chạy vào đây đúng không? Không vào. Ô, một cái ốc vít. Tia shot speed up. Ui dồi ôi. Đúng là ý trời rồi, đúng là ý trời rồi. Ngon. Mẹ cái bàn tay này thỉnh thoảng lắm nó mới xuất hiện đấy. Ok. Ok. Viên thuốc này. Shot speed up. Ôi, quá mạnh rồi. Quá mạnh rồi, nghi vấn hack là đúng rồi, chơi như hack mà. Chơi như hack mà, ngon xèng này. Không vào phòng bên kia đúng không? Ôi quên ấn nhầm rồi. Ấn mẹ nhầm cách rồi. Không sao. Ê. Bộp. Cứ đánh con đít nó là xong. Bay vào đâu? Bay vào phòng kia không mất máu à? À. Phòng này đúng không? Bay vào không mất máu. À. Quá dễ. Mẹ nó cho hai quả bom. Lừa vãi đái ra. Mày này. Ok. Tiền tăng đam đúng không? Tiền là tăng đam. Ok, nhanh gọn cái bọn trắng này mình không bắn được. À bên kia có đồ. Mình đi đường này là hình như về boss này. Rồi cứ đi thử thế nào. Ok, nhanh gọn nhẹ. Ai da, thế còn dẫm vào. Mẹ mấy cái cục này. Có tiếng. Né đã. Một lần thôi. Một lần sai thôi. Thôi đúng là về boss luôn rồi. Thuốc này. Shot speed down thì thôi không dùng. Ok, mình về kia để đi lấy đồ đã. Mình đi lấy đồ đã. Dưới này. Hôm qua còn thắng hủy diệt cái speed run luôn như quyết tâm như thế cơ mà. Thôi mình nghĩ là phá đảo con này nhanh thôi. Phá đảo nhanh còn chơi co-op cả Hoàng Hip trò kia. Anh em còn đi giải đố. Ây à, ông ơi. Mẹ nó. Đi ơi, ôi ôi, lại về hai máu đỏ. Từ từ cẩn thận đã. Tati Rainbow, ôi đạn của mình vừa đẹp không? Bây giờ từ từ vào shopping đi, vào shopping còn mua được máu. Ôi đóng băng kìa. Không có máu rồi. Pamel Party chơi mãi hơn gì nữa. Thôi bỏ tiền vào máy à. Mà mình đang giữ tiền để mà tăng đam mà đúng không?
Nổ cái máy này có được cái gì đâu. Bên phải còn nhiều cua Kurezu mà gì. Thôi đi bot nhá. Đi bot vậy. Đi rồi. Bom, nhưng mà bom cái máy đấy mình có nhét đồng nào vào đâu mà nó ra tiền nhỉ? Mẹ của này. Bom phí bom ra. Phòng mất máu á. Phòng mất máu mình vào làm gì? Thôi, đi đánh bot rồi. Đi đánh bot luôn rồi. One hit. Tier up. Ok, sát thương tăng này. Thôi phòng này thì không vào được nữa rồi. Bơ mình còn có hai máu, mình vào thì là đi ấy nhở. Và mình vào là đi thôi, té thôi. Đi tiếp thôi, đi phạt đảo thôi. Tầm này chiếu đi phạt đảo thôi. Như này mạnh lắm rồi. Như này quá mạnh rồi. Nằm mơ đi vào dương. Tầm này mà vào phòng kia là toang ấy. Bot luôn kìa, để thế nào. Phòng này không có đồ mà chúng ta có một con bot ẩn và con bot to, ok. Nhậu chúng nó luôn rồi. Cái đạn này mạnh vãi ạ. Cái bot này sau khi bị ăn đòn ấy, chúng nó bị cái trạng thái mà đóng băng hoặc là yêu mình. Ui cái đạn này mạnh vãi nhờ. Ai da. Má mày. Không một phần thưởng luôn. Không một phần thưởng nào luôn. Điều chưa. Đặt bom với chúng tôi à. Mẹ không một phần thưởng gì ạ. Từ từ ạ. Mama Woody. Ôi! Không dùng được à? Vẫn nâu đàm. Quá đẳng cấp. Short speed và đam up. Ui vẫn không có thêm máu ảo. Lại bay gánh ác. Tôi né đây. Tôi né hết đây. Ok đi rồi. Tôi tự né đây. Ok, bây giờ thế nào? Bot đang ở đâu? Bot. Nó không hiện bot rồi. À đây, bot ở bên dưới. Mình đi đánh cái con bot ẩn kia trước đi. Ôi, mạnh. Vào đúng không? May mà có cái bay này, không mà quả đấy đi thật đấy. Ok này. Cứ chậm rãi thôi. Hai viên thuốc. Ok. Ui giời ơi, tia đau như vậy. One makes you small. À, mình bé lại các bạn ạ. Mình bé lại. Thầy thử tắt bay đi coi né được. Thì xong mất rồi còn đâu nữa. Rồi nhá, bây giờ không, mình đang không có bay. Tí nữa mình ra đây mình sẽ ăn cái lá bài với cả ăn viên thuốc này. Lại con đặt bom này á. Con đặt bom này thì có gì là nguy hiểm nhở. Máu. Ok, ba vạch rồi. Thôi. Khéo phải đi bot luôn thôi. Ở bên dưới à.
sợ quá. Bây giờ sai lầm cái là đi đấy. Giờ sai lầm phát là đi đấy. Trả giá luôn đấy. Ti đao các hỏi chấm. Cái này còn nên dùng luôn không? Cái này nên dùng luôn không nhỉ? Không à? Dùng đồ active. Thôi rồi, mình chờ đi vào bot mình dùng nhá. Mình chờ đi vào bot mình dùng đi. Biết đâu vào bot dùng lại được cái gì đấy. Nó tăng sát thương thì sao, đúng không? Là dùng đồ bay đó là sao? Thẻ khác này. Sờ trang tăng đam. Cái này tăng đam này. Thế thì cầm cái này đi. Cầm cái này tí mình vào mình dùng quyển sách. Xong rồi mình dùng cái này là sát thương của mình tăng, đúng không? Đi luôn bà con. Má cái giường mất dậy không kìa. Máu người ta đã đeo có rồi. Sợ quá mẹ. Từ từ cẩn thận thôi từ từ đã. Ui. Nó đâu rồi? Ui, còn nửa máu này, tôi chết. Ừ, về nhận máu, đúng rồi, có, từ từ. Mẹ nó chứ. Đi từ từ thôi. Ok, sửa trang này. Bây giờ mình sẽ phải hồi lại cái điểm quyển sách trước khi bước vào phòng boss. Từ giờ đến phòng boss mình nghĩ là đủ ấy. Đấy, thẻ đây, đang cầm thẻ sửa trang rồi. Thẻ ấy đây á? Thẻ này á? Bình tĩnh thôi, từ từ. Chậm thôi. Vội là hỏng bét. Cái gì cũng phải bình tĩnh. Chúng mày định làm gì tao? Rồi, ok. Hết chưa? Hết rồi đúng không? Rồi đi xuống này. Ui. Né hay quá. Ui, né quá hay. Đây rồi, có một cái chìa khóa và một cái thẻ bài hai cơ. Hai cơ là hai giọt máu đúng không? Tác dụng của nó là đồ anh đang cầm ý là sao? Double active là cái gì? Máu vì lý do gì vậy? Nhặt lại cái này đã. Ok, đi rồi, vào vắt dùng trưởng luôn. Dùng cánh mà không cần sạc, dùng hai cơ đi anh. Hai cơ là máu đúng không? Rồi, ok, xong rồi, ok. Ngon rồi, lấy lại cái quả đạn này đã. À, cái này dùng cách là xong mà. Chắc là xong mẹ rồi. Ừ. Trái tim này xong, phá đảo thêm một lần nữa. Devin. Muộn rồi. Cái này là cánh tay của mẹ đúng không? Ok, làm lại con khác. Xong, thêm một con nhá. The game rớt. You unlock good baby. Ok.